Hello các bạn, ở trong bài học này mình sẽ cùng trao đổi với các bạn về máy tính nhúng. Ở bài học trước chúng ta đã cùng trao đổi với nhau về bộ vi điều khiển, mà một trong những bộ vi điều khiển mà phổ biến đó là Arduino Uno. Thì máy tính nhúng có cấu hình cao hơn rất nhiều. Mặc dù kích thước nhỏ chỉ bằng một cái thẻ ATM thôi, như các bạn quan sát trên màn hình. Đấy. Tuy nhiên, để sử dụng được máy tính nhúng này, bạn phải cài đặt hệ điều hành. Ví dụ hệ điều hành Linux, hệ điều hành Windows. Mà Windows thì mình xin lưu ý là Windows dành riêng cho máy tính nhúng. Đấy. Windows IoT hoặc Windows Core. Đấy, dành riêng cho máy tính nhúng chứ không phải là Windows 10. Giống như chúng ta cài trên laptop hay là trên máy PC. Đấy, nó có cái bộ cái phiên bản Windows dành riêng cho các máy tính nhúng này. Và cấu hình phần cứng khá cao. Mình lấy ví dụ ở đây là máy tính nhúng có tên là Raspberry Pi 3. Đấy, rất phổ biến. Cái dòng này rất phổ biến hiện nay mà cũng rất dễ mua ở trên thị trường. Thì cấu hình của nó là đây bạn quan sát là tới là 64 bit này, tốc độ 1,2 GHz này, 4 nhân với bộ vi xử lý là ARMv8. Rồi bộ nhớ RAM lên tới 3 GB. Đấy. Hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 802.11n. Tức là bộ này với máy tính nhúng này chúng ta có thể bắt sóng Wi-Fi để từ đó kết nối vào mạng Internet. Rồi các cái công nghệ kết nối không dây khác như là Bluetooth 4.1 này, rồi Bluetooth Low Energy BLE này. Đấy. Rồi thậm chí là cả kết nối có dây, kết nối mạng LAN có dây Fast Ethernet. Các cổng USB, 4 cổng USB. Đấy. Rồi có cả cổng HDMI để kết nối với màn hình để mà hiển thị cái giao diện của cái hệ điều hành cũng như là cung cấp một cái giao diện để chúng ta có thể lập trình các ngôn ngữ lập trình. Rồi các cái hàng chân là các cái chân GPIO là cái chân mà thường chúng ta sẽ kết nối các cái cảm biến vào chân này và lập trình để đọc thông số từ cảm biến. Đấy, rồi gửi lên trên Internet thông qua các kết nối mạng có dây hoặc là không dây. Đấy, thì đó là cái mình phân tích để chúng ta nhìn thấy cái sự khác nhau rõ rõ rệt giữa một chiếc máy tính nhúng và một bộ vi điều khiển. Đấy. Thế thì khi nào thì chúng ta sử dụng bộ vi điều khiển để kết nối các cảm biến và khi nào chúng ta sử dụng máy tính nhúng? Đấy thì tùy thuộc vào cái dữ liệu, cái lượng dữ liệu mà các bạn thu thập được và những cái nhu cầu về xử lý đấy mà chúng ta sẽ lựa chọn Arduino hay là ở đây là bộ mình đọc tắt là Raspi đúng không? Raspi. Đấy. Thì với những cái bài toán mà nó cần phải xử lý trong thời gian thực với lượng dữ liệu nhiều và đặc biệt là cái khả năng phân tích dữ liệu, thì chúng ta cần sử dụng cái máy tính nhúng này. Thế còn với những cái bài toán nó đơn giản đấy, với số lượng cảm biến nó ít, với dữ liệu không nhiều thì bạn có thể sử dụng các cái bộ vi điều khiển như Arduino đấy, để giải quyết. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái thiết bị nào đấy, là do cái yêu cầu của cái bài toán. Đấy. Thì về kinh nghiệm của mình ấy, thì nếu bạn nào mà muốn lập trình với các cái thiết bị công nghiệp đấy, và hỗ trợ những cái chuẩn giao thức, những cái giao thức mà chuẩn công nghiệp ấy, thì bạn nên sử dụng máy tính nhúng này bởi vì các cái hỗ trợ về các cái thư viện lập trình trên máy tính nhúng nó rất là đầy đủ. Đấy, thế còn ở trên các bộ vi điều khiển Arduino thì nó không hỗ trợ đầy đủ như là các máy tính nhúng này thì nó sẽ khó khăn cho bạn trong cái việc mà lập trình để mà giao tiếp với các cái thiết bị công nghiệp như các thiết bị điện. Đấy, các cái bộ mà đọc nhiệt độ nó gọi là bộ gọi là đồng hồ đo nhiệt độ kỹ thuật số đấy rồi các cái thiết bị khác vân vân.
thì chúng ta nên sử dụng cái thiết bị máy tính nhúng này. Đấy, về mặt giá thành ấy, thì bộ này nó cũng không không quá đắt, nó chỉ rơi vào khoảng, nếu mà đầy đủ cả vỏ hộp và vỏ hộp này và các cái phụ kiện cần thiết thì nó rơi vào khoảng xấp xỉ 2 triệu một chiếc máy tính, và bạn có thể làm rất nhiều thứ, rất nhiều các cái dự án với chiếc máy tính nhúng này. Đấy. Thế còn nếu mà ngân sách của bạn mà cũng như là yêu cầu bài toán mà nó nhỏ thôi thì bạn nên có thể sử dụng bộ Arduino. Đấy, bởi vì Arduino nó cũng có nhiều các cái dòng khác nhau. Đấy, thì bạn có thể lên các cái trang chủ của Arduino cũng như là của Raspberry Pi này để chúng ta xem tham khảo các cái dự án được thực hiện bởi các cái máy tính nhúng cũng như bộ vi điều khiển Arduino.